Một đôi loa lời Vô 101 đang có ở trong video. Hàng bãi zin và đẹp các bác nha. Đôi loa này màu xám, màu đen xám và trùng series luôn, 89 và 90. Cấu tạo là một bát 12 toàn giải. Nên là nghe nhạc cực kỳ ngọt, ấm, ấm trầm ấm. Đó. Công suất auto, trở kháng auto. Có lỗ thông hơi. Đây, tối đa 150W, 6 ohm. Đôi loa này ghi công suất tối đa, còn trở kháng là trở kháng trung bình 4-8 ohm, là 6 ohm. 101, máng giấy gân vải. Loa thì có cấu tạo bát 12 toàn giải, chiều ngang là tầm 1 gang tay, tầm khoảng 2 mấy. Đây đo luôn anh em nhá, bán nhiều nhưng mà không nhớ được kích cỡ đâu. 23 về ngang, chiều cao là 15,5, chiều sâu cũng 15. Ghép nghe nhạc hoặc là nghe trực tiếp như cả đang đấu âm ly này này. Đấy, hoặc là đấu thêm vào nghe tuyệt vời luôn. Giá 3,2 triệu tại cửa hàng các bác nha. Hàng bãi zin đét luôn. Bên trong có tụ, có phân tần là bóng đèn, có cuộn dây, có chở, có bóng đèn.